Xin kính chào anh em. Ui ôi, cái máy này không dám cầm chắc vì nó hot quá. Đây chính là Xiaomi Redmi Note 3 bản Pro. Vâng, nghe cái tên là đã biết là nó đỉnh rồi. Và hôm nay mình sẽ mở hộp nhanh cái chiếc máy đầu tiên tại Việt Nam chúng ta. Anh Lộc đã mang về rất nhanh. Tất nhiên là mức giá hiện tại thì đầu tiên như thường lệ nó sẽ đang còn khá cao, nhưng mà mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem là có điểm gì đặc biệt. Cái sản phẩm này của mình là phiên bản màu trắng, và các bạn đã thấy là cái con Redmi Note 3 Pro cũng sẽ có 3 màu tương tự Redmi Note 3 thường. Ở trong hộp mình chắc chắn là không có gì ngoài cáp và sạc. Đó, mình muốn nói sai thì mình làm con các bạn luôn. Cáp và sạc. Chết mẹ là có xác nhận sử dụng. Quay đi, câu đấy mình chưa nói gì đi. Và bây giờ bỏ mấy cái đấy coi, mình sẽ nói về cái chiếc Redmi Note 3 Pro này. Cái điểm đầu tiên là nó sẽ cho chúng ta một cục pin là 4000 mAh và nó sẽ có công nghệ sạc nhanh, hỗ trợ cho mọi người 1 tiếng sẽ sạc được đầy 50%. Camera sau của sản phẩm này là điểm ấn tượng, có độ phân giải lên tới 16 megapixel, có khả năng quay slow motion tốc độ 120 khung hình. Đó là một cái điểm nhấn mà nó hơn so với chiếc Redmi Note 3. Đèn flash LED kép 2 tông màu, cảm biến vân tay một chạm. Thiết kế bên ngoài thì y chang là các bạn sẽ có máy làm từ kim loại, và phía bên phải sẽ là phím nguồn tăng giảm lượng. Phía bên cạnh trái của nó sẽ có một sự thay đổi so với Redmi Note 3 là khai cắm SIM là hỗ trợ 2 SIM. Tuy nhiên một trong hai SIM này là có thể lựa chọn thành thẻ nhớ. Đây điểm cộng lớn quá tuyệt vời là trước đây Redmi Note 3 bị điểm trừ lớn là nó không có thẻ nhớ. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ có thêm sự lựa chọn để mở rộng bộ nhớ chứa dữ liệu giáp và GIV nhiều hơn. Bên dưới sẽ có cổng sạc. Chúng ta sẽ có mic thoại chính, bên trên sẽ cắm tai nghe. Cái này nó có hay là nó sẽ có mắt hồng ngoại điều khiển từ xa nữa này. Và chúng ta sẽ còn có cái mic thu âm thứ hai. Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn về cái thông số cấu hình, cái điểm mà đáng tiền của chiếc máy này. Đó là các bạn đang nhìn thấy điểm AnTuTu của sản phẩm có điểm số lên tới 77.000. Mặc dù AnTuTu 6 là một cái phiên bản khá fail, nhưng đây là một điểm số rất cao. Nó sử dụng cái vi xử lý Snapdragon 650, và đây là cái chiếc máy thương mại đầu tiên được bán ra sử dụng con chip 650 này. Và theo như các bài test từ Xiaomi công bố thì nó còn mạnh hơn cả con chip 808. Cá nhân mình thì thấy điều này hơi hư cấu vì dòng 6 bao giờ thấp hơn là dòng 8. Nhưng mà biết đâu được là đời lắm điều bất ngờ, chúng ta làm sao mà hiểu hết đúng không? Làm sao mình sẽ có một bài so sánh hiệu năng kiểm tra tốt hơn. Và lưu ý là nó sẽ có bản 3GB, 32GB bộ nhớ trong, và 2GB sẽ đi kèm với 16GB bộ nhớ trong. Vì thế mức giá sẽ chênh nhau. Cái mức giá mình vừa nói mọi người là bản đây là 3GB. Về thông số nữa là điểm 3D của nó lên tới tận sấp xỉ 18.000, một con số khá cao. Và những điều còn lại thì sản phẩm này đã sử dụng đó là màn hình Full HD, kích thước vẫn là 5.5 inch. Mọi thông số, mọi tính năng còn lại là giữ giống y nguyên như là cái chiếc Redmi Note 3. Và đây thì không có điểm gì khác biệt khác nữa. Trong phần camera thì mình nhận thấy là nó có khá nhiều tính năng. Đó là nó sẽ có bao gồm như chế độ Beauty này, rồi Guardian này, Tilt Shift, Fish Eye, chế độ chụp ảnh phong cảnh. Ở trong phần menu thì mình không tìm thấy được đó là cái chế độ phơi sáng. Và có lẽ là mình sẽ chia sẻ với các bạn trong tương lai khi mà mình có cơ hội được sử dụng sản phẩm kỹ hơn. Và Redmi Note 3 Pro là một cái chiếc máy có lẽ anh em quan trọng nhất. Đó là một con chip 650 quá mạnh. Vâng, các bạn cảm thấy đừng quên like, share với bạn bè. Và cảm ơn anh Lộc đã cho mình mượn sản phẩm ở trên tay nhanh hàng nóng lần đầu tiên tại Việt Nam này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới. Quên anh em thích so sánh gì comment, vì cũng sát Tết rồi, mình sẽ cố gắng làm nhanh cho mọi người.